Chào mừng mọi người đến với Competitive Pokemon Việt Nam. Đây là series tiêu điểm Pokemon VGC. Mình sẽ đưa ra những nhận định và cách sử dụng Pokemon hợp lý nhất có thể để mọi người thỏa sức tung hành cùng với Pokemon đó trên các đấu trường VGC. Vì vậy, đừng tiếc với nhau mỗi lần ấn đăng ký kênh nha. Ấn xong rồi thì vào luôn với nội dung chính của ngày hôm nay nào. Ngày xưa, có 4 kho báu cổ đại được tìm thấy ở phương Đông, bao gồm một phiến gỗ, một thanh kiếm, một vại nước và một bộ ngọc bích. Một nhà vua trị vì Paldia cổ đại, vì lòng tham đã chiếm đoạt những kho báu này. Tội ác của nhà vua dấy lên những cảm xúc tiêu cực của con người, tha hóa những kho báu và biến chúng thành những Pokemon có sức mạnh hắc ám. Còn được biết đến là bộ tứ Treasures of Rune, bị phong ấn trên vùng đất Paldia. Mối hận của con người bị xét xử vì đã viết ra tội ác của nhà vua lên phiến gỗ hòa với đám lá khô tạo ra Wu Chen. Lòng căm thù của những người bỏ mạng vì thanh kiếm hòa với tuyết tạo ra Chen Bao. Nỗi sợ hãi chiếc vải hấp thụ trong những nghi lễ hiến tế xa xưa hòa với đất đá tạo ra Ting Lu. Sự ghen tị của những người ham muốn bộ ngọc bích hòa với ngọn lửa tạo ra Chi Yu. Bộ tứ hắc ám đã được thức tỉnh ở Regulation C, VGC 2023. Hãy cùng tìm hiểu sức mạnh của chúng ở video lần này nhé! Hoặc nhìn qua bộ chỉ số của Wu Chen, đa số người chơi sẽ cảm thấy chút gì đó hụt hẫng khi một Pokemon có lối chơi thiên về phòng thủ như con ốc sen này lại mang song hệ Dark, Grass cực kỳ nhiều điểm yếu. Ngoài ra, trong khi ability của những thành viên khác trong bộ tứ sở hữu nhiều hiệu ứng độc quyền, thì Tablets of Runes của Wu Chen lại có hiệu ứng giảm chỉ số attack của các Pokemon khác trên sân. Nghe quen quen phải không nào? Đúng vậy, với hiệu ứng tương tự, người chơi sẽ so sánh ability này với Intimidate, trong khi Tablets of Runes chỉ giảm 25% attack mà phải đòi hỏi giữ Wu Chen trên sân và còn ảnh hưởng đến đồng đội, thì Intimidate có thể kích hoạt nhiều lần, chỉ ở lần kích hoạt đầu đã giảm đến 33% attack và còn không bóp đồng đội. Nói đến đây, có thể thấy Wu Chen có quá nhiều thiệt thòi. Tuy nhiên, không nên đánh giá một cuốn sách qua cái bìa của nó. Tablets of Rune vẫn có những điểm mạnh nhất định khi ability này không phải lo về những Pokemon giữ Clear Amulet hoặc có ability khắc chế hiệu ứng giảm chỉ số như Defiance của Annihilate, Kingabit hoặc Clear Body của Dragapult. Bộ chỉ số phòng thủ thiên nhiều về Special Defense kết hợp tốt với Tablets of Rune cùng cơ chế Terra thay đổi song hệ Dark Grass kém cỏi thành những hệ ít điểm yếu như Water, Poison, khiến Wu Chen cực kỳ khó bị hạ gục. Một điểm đáng giá trong bộ chiêu thức của Wu Chen khiến nó phù hợp với lối chơi đỡ đòn là khả năng phục hồi từ Leech Seed và Giga Train. Ngoài ra, Wu Chen còn có hỗ trợ đồng đội với Pollen Puff hay gây nhiều phiền nhiễu cho đối phương với Foul Blade, Snarl, Knock Off hoặc Taunt. Điểm yếu chính của Wu Chen bên cạnh song hệ Dark Grass khá phụ thuộc vào Terra, đó là chỉ số tấn công ở mức trung bình. Nếu dùng Wu Chen sai cách, người chơi sẽ bị đặt vào một tình thế 1-2 thường xuyên, bởi vì Wu Chen gần như trở thành một bức tượng không gây sát thương đáng kể. Chen Bao là một Pokemon có lối chơi tấn công được đánh giá cực kỳ cao trong meta này. Sở hữu song hệ Dark Ice vốn là song hệ độc quyền của nhà Weevil. Đây là sự kết hợp cực kỳ mạnh về tấn công. Các stat của Chen Bao có thể đánh Super Effective lên nhiều hệ nổi bật như Grass, Ground, Flying, Psychic, Ghost, Dragon và không bị kháng bởi một hệ đơn nào. Đi cùng với song hệ này là Speed 135 thuộc hàng top đầu meta, cùng với 120 attack và ability Sword of Rune làm giảm 25% defense của tất cả Pokemon trên sân đấu, khiến sát thương của Chen Pao là không thể xem thường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ability này là một con dao hai lưỡi, nó cũng giảm defense của đồng đội, nên cần rất cẩn thận khi đối đầu với những physical attacker mạnh của đối thủ. Moveset của Chen Pao tuy không quá đa dạng, nhưng có đủ những gì nó cần để tỏa sáng trong meta với những stat ổn định như Throat Chop, Crunch, Ice Banner, cùng với move ưu tiên là Sucker Punch hoặc Ice Shot. Sacred Sword là đòn cover phổ biến cho phép Chen Pao chém hạ những khắc tinh hệ Rock và Steel. Ngoài ra, Chen Pao cũng có thể học được Haze để đối phó với cặp đôi đòn Dazzle và Tatsugiri khó chịu. Điểm yếu chính của Chen Pao nằm ở việc nó rất mỏng với bộ chỉ số phòng thủ thấp. Vì vậy, lối chơi thông dụng của Chen Pao sẽ là lối đánh nhanh, thắng nhanh, kết hợp với Focus Sash để giữ bản thân sống sót lâu hơn. Không chỉ Chen Pao, ability Sword of Rune cũng giúp đồng đội đánh mạnh hơn nếu bắt cặp Chen Pao với những physical attacker mạnh như Dragonite, Arcanine, Great Tusk. Chúng ta sẽ có những bộ đôi tạo áp lực cực lớn để phục vụ cho lối chơi trên. Ngoài Terra Ice hoặc Dark để tăng sát thương cho các stat,
Terragos cũng là một lựa chọn tốt cho Chien Pao khi các đòn ưu tiên hệ Normal như Extreme Speed và Fake Out ngày càng trở nên thịnh hành, cùng với khả năng biến điểm yếu chí mạng Fighting thành miễn nhiễm sát thương. Terra Flying thường được dùng khi đi cặp với Great Tusk, để Great Tusk có thể Earthquake thoải mái và dọn sàn nhanh hơn với lượng sát thương diện rộng khủng khiếp. Tinh Lưu là một bức tường thành quá đổi vững chắc khi bộ chỉ số phòng thủ 125 Defense và đặc biệt là HP lên tới 155. Dù chỉ số Special Defense chỉ ở mức khá, nhưng nhờ Ability Vessel of Rune giảm 25% Special Attack của các Pokemon trên sàn, kết hợp thêm item Assault Vest, Tinh Lưu sửa luôn điểm yếu nhất trong bộ chỉ số phòng thủ của mình và gần như là một Pokemon chống chịu hoàn hảo. Không chỉ châu bò, Attack 110 là một chỉ số rất tốt, cùng với các step ổn định như Earthquake, Throat Chop, Storming Tantrum, cùng các đòn bổ trợ như Heavy Slam, Rock Slide, Stone Age, Tinh Lưu vẫn gây áp lực sát thương lên đối thủ chứ không bị tù như Wurchin. Đặc biệt, Tinh Lưu là Pokemon hiếm hoi có thể tận dụng Fisher, là một đòn tấn công ngay lập tức hạ gục đối phương nhưng chỉ có 30% độ chính xác. Các đòn OHKO thường ít gặp trong các thi đấu bởi tỷ lệ thành công quá là thấp. Tuy nhiên, với khả năng chống chịu cực khủng, nhất là khi Terra thành những hệ phòng thủ tốt như Poison, Water, Tinh Lưu cho phép huấn luyện viên của mình thử nhiều vận may với Fisher để níu kéo hy vọng khi các đòn tấn công khác đều không có cơ hội chiến thắng. Gần như hoàn hảo trong cả khả năng phòng thủ và tấn công, nhưng Tinh Lưu lại thiếu sót một điều rất quan trọng ở một vị trí đỡ đòn là khả năng hồi phục. Với chỉ số speed thấp, Tinh Lưu thường phải đưa mặt ra nhận đòn trước khi được tấn công. Châu đến đâu thì đánh lâu cũng chết, nên người chơi cần phải cân nhắc Terra và ra vào sân hợp lý để giảm thiểu sát thương cho Tinh Lưu, hoặc phụ thuộc vào đồng đội có Heal Purse, Pull and Puff để hỗ trợ hồi máu. Chiyu mang cho mình song hệ tương tự như Incineroar. Pokemon từng là mưa làm gió các mùa VGC thế hệ cũ. Nếu Incineroar một Pokemon có lối chơi cân bằng ở cả ba mặt tấn công, phòng thủ và hỗ trợ, thì Chiyu lại có lối đi riêng cho mình với thiên hướng tấn công trực diện và gây áp lực OHKO cực lớn. 135 Special Attack cùng với Beat of Rune thật sự là combo chết người. Có thể nói Chiyu là một trong những Special Attacker có sức mạnh tấn công khủng khiếp nhất meta hiện tại, với các stat mạnh như Overheat, Dark Pulse và cả Heat Wave gây sát thương diện rộng. Ngoài ra, Chiyu cũng có thể gây nhiễu loạn đối phương bằng các đòn thiên về hiệu ứng như Lava Plume, Snarl, Will-O-Wisp. Họ trở nên cực kỳ nguy hiểm nếu setup được Nasty Plot. Tương tự như các ability của các thành viên khác trong bộ tứ, Beats of Rune giảm 25% Special Defense của toàn bộ Pokemon trên sân, nên Chiyu còn có thể hỗ trợ những đồng đội Special Attacker khác gây sát thương mạnh hơn, điển hình như Flutterman và Iron Bundle. Cũng như Chien Pao, Chiyu rất mỏng về chỉ số HP thấp, chỉ 55 điểm. Đặc biệt, ở mảng sát thương vật lý, nhiều Pokemon Physical Attacker mạnh cho meta như Dragonite, Great Tusk, Palafin và cả Chien Pao hay Tinh Lu hứa hẹn sẽ gây khó khăn không nhỏ cho Chiyu. Do đó, Focus Sash cũng là một lựa chọn phù hợp để đảm bảo an toàn cho Chiyu. Nếu tham vọng hơn về sát thương, có thể sử dụng các item tấn công như Life Orb, Choice Specs. Ngoài ra, Speed Chiyu chỉ ở mức khá chứ không cao, nên Choice Scarf cũng có thể cân nhắc để giúp Chiyu có ưu thế tốc độ hơn. Về Terra, Terra Grass là lựa chọn hàng đầu dành cho Chiyu, khi Grass khắc chế toàn bộ điểm yếu của Fire, bao gồm Water, Rock, Ground. Terra Water cũng khá ổn khi Electric trong meta hiện tại chỉ có mỗi Iron Hands, còn Grass thì lại rất sợ Chiyu. Ghost cũng là một lựa chọn phù hợp với những Pokemon có lối chơi đánh nhanh, thánh nhanh như Chiyu, khi miễn nhiễm được các đòn ưu tiên của Extreme Speed và Fake Out. Ok, ở trên là toàn bộ đánh giá của mình về sức mạnh của bộ tứ Treasures of Rune. Ngoại trừ Wuchien hơi lép vế một chút, cả ba thành viên còn lại đều rất mạnh và đang có ảnh hưởng lớn đến meta game. Tuy nhiên thì tất cả cũng chỉ là ý kiến cá nhân mang tính chủ quan mà thôi, thành ra không tránh khỏi những thiếu sót. Nếu ai có ý kiến gì thì để lại phía dưới phần bình luận giúp mình nha. Nếu thấy video hấp dẫn và bổ ích thì còn ngần ngại gì mà không ấn nhanh cái nút đăng ký đi nào. Ấn xong rồi thì cùng nhau chờ đợi những nội dung hấp dẫn khác đến từ mình nha. Giờ thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha.